xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các chị một chiếc xe Honda Super Cup 8150. Xe đời cũ rồi nha các bạn. Xe đời rất là cũ rồi. 81 nhưng mà 50 nhưng mà nó cũ. Nó chỉ được có cục máy còn ngon. Xe chạy rất là bền thôi mà tiết kiệm xăng, không có hư hỏng quạt thôi. Sườn cũng không mục. Nói chung nhìn nó cũ nhưng mà nó còn các bạn thấy không? Tiết kiệm xăng luôn, giấy tờ nghiệm chỉnh đầy đủ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.